Hello mọi người, hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu AN94 VIP Lady Invitation. Một cái tên đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Và hôm nay thì mình sẽ vào sử dụng cái cận chiến của em nó để đi cận chiến các kiểu. Cái đam của nó thì nó mạnh rồi, mình không nói làm gì. Cái cận chiến của nó thì mắc nhanh, nhưng đổi lại thì nó cận chiến hơi bị gần à. Nếu mà Zumbai nó biết lách ý, thì cận chiến rất là khó. Này thì dương cái đôi mắt ấy ra nhìn thôi, nhìn trong cái sự bất lực. Vâng, anh ấy đã ra đi. Nhắm mắt và xuôi tay. Rồi rồi. À, cương thi này. Rồi, bạn muốn gì? Nghĩ gì? Lại đây. Ôi chạy kìa, thôi xong rồi, mới bắn có mấy nhát thôi. Mạnh quá cơ. Đúng rồi. Rồi, được. Vâng. Bất lực thôi, không làm gì được đâu. Cái quả bom nó sẽ không giúp bạn có thể cào được mình. Đấy. Đấy, ơ. Này đi. Này thì ốp vẫn cố lấy được cái giáp này. Vâng, vào lúc là 1:29 Inter đã ra đi. Vâng, đầy tiếc nuối, bỏ lại một đống những đứa con thơ dại. Vâng, thì chịu thôi. Rồi AK nữa. Trời, mới vào à, lên đây này, mình bắn luôn. Đấy, mình chả ngu đâu, mất giáp rồi, không thể hiện thái độ lội lọt với những con zombie, những con zombie non thẫn thờ trước cái nòng súng này được. Đây. Đấy. Lượn lượn phía dưới nhìn khiếp phê nha bạn. Nó chỉ đợi mình rớt xuống thôi. Và tạch ngay à. Rồi biến luôn để cho nó chắc chứ. Dẫn dẫn với chị Cương đi à, chết nhầm chị y tá không được đâu. Gớm lắm. Rồi. Nghĩ gì? Yếu rồi. Không phải xoắn. Rồi AFK này. Cứ thích nhìn thấy mấy con hủy diệt AFK thôi. Thế là mình có đường sống thôi. Đấy, lên đây. Bây giờ tia chớp với lệnh cương thi thì chúng mày tuổi L. Thế thôi, lại đây. Rồi. Yếu lắm cơ. Này thì cố ơi. Hồi máu nữa, phê thật. Đấy. Hủy diệt này, giết thằng hủy diệt trước. Nó đang hỏi tại sao cái thằng zoom non phía trước nó không giết, thế đích nào nó lại giết mình. Này thì AFK này. Hỏi lại đây. Lại đây. Bố mày cần. Đây. Thơm. Ok, chúng ta sẽ cùng tiếp tục ra một khác thôi. Nói chung là ít zoom bay quá, không muốn bắn thôi. Chứ còn mà nhiều tí thì ai mà chả thích. Rồi, phòng có 3 người, tuyệt vời. Thế thì tụi nó sẽ vào sau. Đấy là những con hàng mà chúng ta nên ăn. Đấy. Tơ kìa, tơ ơi, ngáo quá. Tơ chạy đâu vậy? Mình sẽ đi kiếm những cái con zombie non để cận chiến nha. Đâu rồi? Những con mà nó mới vào ấy, nó không biết là nó không biết mình ở đâu, mình là ai, đâu là tôi ấy. Đấy, những cái con đấy cận chiến mắc dễ luôn. Ơ, lượn đâu vậy? Ôi, mực fake này. Đấy, mực fake. Ôi, gì vậy? Hai con luôn. Được, 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 mình sẽ ăn cả hai. Ăn tất và ăn cả đất xung quanh. Này đi, là liếm này. Thích, thích là liếm này. Lại đây. Nghi gì? Ôi giời ơi, đồng vai nồi, tôi xong rồi. Em góc người ta kia. Trời. Quân khốn nạn. Đậu xanh. Hai thằng đè vào tường thì bảo làm sao cũng không chết được. Thật là khó, pha đấy mắc khó luôn. Pha đấy mà đã nhẽ không bị cái thằng hủy diệt nó cào mất giáp ở cái đoạn ngoài thì có khi là mình lách ra được. Đây nó ép vào tường rồi, mình mất bà nó cái giáp rồi. Cho dù có lách cũng chết thôi. Nên quyết tâm là bắn chết thằng hủy diệt. Khó quá à, trời ơi. Trận này còn làm giữa bay nữa. Đậu xanh. Ở trận nào mình vào vùng nào mình cũng làm giúp bài. Thật là VL. Thôi không sao, mình sẽ cố gắng chơi nốt trận. Đấy, làm giúp bài sợ nhất là nó thẩm du nhiều thôi. Còn mà cứ ít ít thì cần tất. Đấy. Thích gì? Thích gì bố mày chiều. À, lượn lại này. Ơ, what the hell. Mình không biết chuyện gì đang xảy ra luôn ạ. Thật là hư cấu. Này thì quay tay này. Thích quay tay lắm à. Đấy, trời ơi. Cái mắt thì cứ luyện liện đi đâu thì bảo làm sao. Rồi, clear team.
Vâng, còn một thằng nữa chưa biến hero. Đây rồi. Này thì cố gắng quay tay này. Biến hero này, hay lắm. Đấy, may mà biến hero ấy, không phải chết luôn. Phải đấy đâu nhé, mình cào hai phát là dính cho được một phát thôi. Này thì cố làm cái gì? Gượng làm cái gì? Vâng, mình sẽ tiếp tục ở phòng khác thôi. Cái phòng lúc nãy nó làm giống bài đông quá. Đậu xanh phòng tiếp theo, nó lên hết trên thùng hàng. Thế là thôi, em phải ca ngợi khúc ca khởi hoàn. Rồi, phòng này đừng nói là mới trận đầu mà ít giúp bài nhá. Thằng tơ, đậu xanh nó thoát rồi. Thật là VL. Đấy, mấy cái thằng tơ này thật sự là rất là có tâm nhá. Đấy, để lại đứa con thơ cạn lời. Đây rồi, hay lắm. Có AFK. Từ từ bạn ấy. Này thì, ôi, đậu xanh luôn đó. Mít rồi. Này thì, hay lắm. Từ từ thôi bạn ấy. Mày thằng này nó la liếm cái con Zumbai AFK. Đấy, cái tội la liếm là phải chết nha. Rồi, giết nó đi. Hay lắm. Đấy. Này thì, ăn AFK này. Thì cái tội tham ăn thì nó chết. Tham ăn này. Đâu rồi? Đậu xanh không phải à? Lại đây. Ôi, hết cả hồn. Đâu, cover. Hay lắm. Đấy, những cái lúc cover, đấy là những cái lúc này, chứ không phải là những cái lúc mà ăn KS hàng của mình nhá. Rồi, mới thấy. Rồi, 3. Phát rồi à? Thật là VL. Phòng này ít giúp mai thôi. Đấy, mình sẽ cố gắng cận chiến nốt con cuối rồi mình sẽ kết thúc. Đậu xanh luôn nữa. Thật là VL. Đấy, vào phòng mà gặp Zuma ít như thế này chơi rất là chán anh em ạ. Và mình sẽ cố gắng tìm nốt con này. Móc sau lưng này. Hay lắm. Rồi, chơi rất là tốt. Kỹ năng lừa thì kỹ năng móc lốp rất là tốt. Nhưng bạn thì rất tốt, mình thì rất tiếc. Đấy, lượn đi đâu. Vâng, phải bắn chết thôi. Chứ không thì tụi kia nó cũng bắn chết rồi à. Nó không để chừa phần cho mình đâu. Những cái lúc ngon thì nó không bao giờ để phần cho mình. Còn những cái lúc khó khăn thì nó sẽ để rất là nhiều. Đâu rồi, nó vừa cào thêm được một con nữa. Đây. Ôi, điên mệnh. Cái khẩu TMP mà lùa một cái hàng máu nhanh cực ý. Dã man. Đây rồi, đôi giày. Đây, hết giờ rồi. Làm gì mà căng. Ngương nhau rồi. Ngương nhìn nhau thôi. Không làm gì được. Thằng kia thoát à? Không phải thoát. Hình như là nó hồi sinh lại ấy. Đậu xanh. Rồi, thằng đấy chắc là mạng tốt nên mới như thế. Chứ còn mạng mà cùi cùi như mình với thằng hủy diệt trước mặt thì cứ như nhau thôi. Rồi, chúng ta sẽ cùng đến với trận. Ôi, đậu xanh nữa. Đang thứ bay này. Này đi. Cái gì? Lại đây. Ôi, một lũ luôn. Rồi, còn thằng cuối. Chạy đâu bạn ơi? Đường nào cho bạn thoát bây giờ? Đường nào đấy? Đường nào đây? Không có đường thoát đâu. Toàn đường vào nhập ra nhập team thứ bay thôi. Đường vào ngõ hẹp. Rồi, úi rồi. Ghê vậy. Double kill luôn, nó mới ghê chứ. Đậu xanh. Còn thằng nào ấy? Hay lắm. Đã đứng một mình rồi mà cứ thích la liếm kill này. Đấy, cái tội này là phải giết mấy anh em ạ. Không thể tha được. Đấy, cứ vẫn đứng nhầy. Mệt. Sao đời, trên đời này là có những cái thằng nhầy như thế này nhỉ? Thật là hư cấu. Rồi bây giờ không có tơ thì chúng tôi rất là yếu ớt. Cần sự đùm bọc của những anh hủy diệt. Vâng, phòng này hình như là không có hủy diệt. Thôi xong rồi. Không làm được gì rồi. Hoài lắm. Giết nó nào. Giết nó nào. La liếm thôi. Cứ bình tĩnh mà la liếm thôi. Giờ mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem này thấy hay thì đừng quên like, subscribe kênh của mình nha. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Đậu xanh cố hiếp nắng tụi nó mà không được à. Hoài quá à. Lao lên thì nó chém vài phát thôi. Mình yếu máu luôn. Bảo làm sao mà sống được đấy. Nó rất là khoai.
Vâng, nó lao xuống luôn. Đậu xanh. Thật là VL. Ô. Ôi giời ơi, làm gì mà căng vậy? Liếm thằng này, thằng này yếu máu rồi. Mình cào nãy giờ mà. Hay rồi. Thằng nào cũng nhấp nháy. Nhấp nháy như một cái đèn led ý. Bảo sao nó không thích là liếm được. Đấy rồi. À yếu rồi. Ở đây còn có một vạch thôi. Một vạch thôi. Lựa đi đâu? Ô, làm gì? Làm gì mà căng vậy? Này thì nguy hiểm này. Cứ còn yếu máu vẫn thích nhây. Đấy hết rồi.